Nhận định bóng đá Paris Saint-Germain với Man City, 2 giờ ngày 29 tháng 4, tại lượt đi bán kết Champions League, chuyên gia nhận định Paris Saint-Germain với Man City là trận cầu vô cùng gây cấn khi cả hai đội đều hướng tới chiếc cúp vô địch giải đấu hấp dẫn nhất cấp câu lạc bộ. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trải qua 5 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường, Paris Saint-Germain giành được 4 chiến thắng và phải nhận 1 thất bại trên mọi đấu trường. Thống kê cho thấy, hàng công của những vị khách thi đấu năng nổ khi ghi đến tận 15 bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự của họ vẫn chưa thi đấu hết sức khi để thủng lưới 5 lần. Nếu muốn giành được chiến thắng trước đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League mùa giải hiện tại thì Paris Saint-Germain cần thi đấu tập trung hơn. Bên kia chiến tuyến, Man City khiến người hâm mộ thấp thỏm lo âu khi nhận 2 thất bại bên cạnh 3 chiến thắng sau 5 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường. Theo thống kê, hàng công của những vị khách ghi được 6 bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự thi đấu tương đối quan ngại với 5 lần thủng lưới. Với tình hình hiện tại thì giới chuyên gia nhận định Man City sẽ gặp vô số khó khăn trong chuyến hành quân đến sân nhà của đương kim vô địch League 1. Dựa vào thành tích thi đấu gần đây, nhà cái châu Á có cơ sở để nhận định Man City nằm cửa trên với kèo chấp 1/4 bàn. Ngoài ra, trận đấu còn có thêm kèo tài xỉu được ấn định ở mốc 2/3/4 bàn. Theo thống kê, khả năng săn bàn gần đây của đại diện đến từ Pháp rất đáng gờm nên chuyên gia tin rằng nhà đầu tư nên cân nhắc đặt niềm tin vào cửa tài. We'll be right back.